B-School Học để làm chủ tri thức Thầy trước em ví dụ 3 như sau Đầu bài cho để áp một cả mạch là 18V R1 bằng R2 bằng R3 bằng 6 ôm R4 thì bằng 2 ôm Tính số chỉ vô kế Tất nhiên vô kế ở đây sẽ là vô kế lý tưởng Tức điện trở cực kỳ lớn Em phải hiểu là dòng điện sẽ không thể qua được vô kế Bởi vì điện trở vô kế quá lớn Đừng em, dòng điện sẽ không đi qua đây được nha. Và người ta hỏi số chỉ vô kế nào, và các em nhìn thêm nếu giải quyết yêu cầu bài toán là hỏi số chỉ vô kế, được chưa? Vẽ lại mạch sau, được chưa? Hỏi tính cái số chỉ vô kế trước nhá. Bây giờ muốn tính số chỉ vô kế em làm như sau. Em gọi điểm vào thầy, được chưa? Em gọi đây điểm M, đây điểm B, đây là điểm N, được chưa? Đấy, chỉ cần gọi điểm thôi là sẽ tìm được số chỉ vô kế. Nhiều bạn nghĩ rằng là vô kế song song với thằng R4 thì U vô bằng U4 nó là sai lầm để các em thầy phân tích như sau em nhìn này u vôn được chưa chính bằng u gì đây các em u mb lý do rất dễ vì sao có cái điều này lý do vôn kế có hai đầu là m và b để chưa thì u vôn u mb rất dễ chưa tiếp theo u là cái gì các em u là hiệu điện thế đúng không, em hiệu điện thế là gì chính là vm trừ vb hiệu và đây là điện thế VM VB là điện thế giữa M và B Đúng không anh em? Đây điện thế tại điểm M Điện thế ở điểm B Thì lấy VM trừ VB thì ra hiệu điện thế Xong chưa? Bây giờ em sẽ chèn điểm Đúng không? Tới đây ta sẽ chèn điểm Chèn điểm như nào? Chèn điểm N ở giữa này các em này Đừng chèn điểm A Điểm A nó nó xa quá Đấy chưa? Chèn điểm nào cũng được Đây điểm A này Em chèn điểm nào cũng được em ạ Nhưng chèn điểm N cho nó gần Chèn điểm N vào Lấy VM trừ cho VN trên điểm N vào rồi Trừ đi VN phải cộng lại VN để trả lại cho nó không đổi Trừ VB Xong chưa VM trừ VN Đây thì viết lại U vôn nha VM trừ VN thì ra được UMN Cứ thằng nào đứng trước thì được ở trước VM trừ VN thì VM uh, U UMN đứng trước Đấy chưa Tiếp cộng về đóng ngoặc vào Đấy cho các em Thì nó chính là gì các em U gì các em NB Cộng nha Đây dấu cộng này Nhìn thấy chưa cộng này, cộng nha, cộng với UNB. UNB. Tiếp theo UMN là cái gì các em? UMN chính là cái gì các em? Là U3. Được chưa? Chính là U3. Nào, vì sao không phải là trừ U3? Em phải nhìn dòng điện, được chưa? Đấy, dòng điện sẽ chạy từ nơi có điện thế cao về nơi có điện thế thấp. Em nhìn nhá, nếu mà điện thế ở N cao hơn ấy thì cái UMN này nó phải là trừ U3. Được chưa? Chúng ta phải chứng minh cho thầy là điện thế ở M cao hơn Chứng minh kiểu gì là phải chứng minh được là dòng nó chạy từ đây đến đây Được chưa? Dòng chạy như này Vì sao? Dòng điện đi đến R2, đi qua R2 thì sẽ không thể đi vào đây được Vì đây là một cục đá nó chắn giữa dòng sông Cục đá quá to Được chưa? Nó chặn dòng điện lại Dòng điện không đi qua đây mà từ R2 đâm thẳng lên R3 Các bạn nhìn thấy chưa? Nhá. Yeah. Và khi mà dòng điện đi như này, tức là đi từ M đến N, vậy thì điện thế ở M phải cao hơn thì nó mới chảy được từ M đến N. Các bạn hiểu chưa? Nhá. Thì đây sẽ là UM là U3. Tiếp UNB rất là dễ. Đây. Chính bằng U4, đúng không các em? Cộng với U4, chứ không phải là đây là trừ U4. Nha vì dòng điện đã chảy từ N đến B không điện thế ở N cao hơn, đây là một hiệu là hiệu dương nha xong vậy u vôn chính bằng u ba của u bốn em đi tính các thầy u ba và u bốn là xong ta giải quyết xong cái câu hỏi bài toán để tính toán thôi để thay số vào nào bây giờ vẽ lại mạch như nào khi mà thầy vừa phân tích em biết rồi nếu đây mà là một ampere kế các em ạ để chưa thì mạch nó lại giống cái ví dụ một đúng không chính là r 1 xong à nối tiếp với r 3 xong xong r 4 tất cả xong xong r 2 nó là ví dụ một nhưng ở đây thầy thay không phải là ampe kế đây là một vôn kế đấy chưa à? vôn kế mà như này đấy vôn kế mắc ở đâu thì mạch đó mất ở đấy vì vôn kế điện trở quá lớn nó là một cục đá cực kỳ lớn chắn là dòng sông nước không chảy qua được đấy chưa à? vậy mạch này coi như mất luôn nhìn không mạch này coi như mất luôn em có thể dùng tẩy xóa luôn đi đúng chưa à? vậy các bạn nhìn này ở đây không có điểm nào chập vào nhau được đấy m không chập b được đây là điện trở quá lớn Đấy chưa? Chứ chờ trừ đây khi lên một dây lối cơ hay là một ampere cơ thì chập MB được nha là ví dụ một. Ở đây mạch rất đơn giản là gì các em? Mạch em bỏ nguyên cho thấy đi. Xóa đi, được chưa? Khi em xóa như thế luôn, mạch như sau. Từ nguồn này, được chưa? Tẽ làm hai nhánh này. Từ đầu nguồn đem hai nhánh. Một nhánh là tới R1, một nhánh là tới R2. Đúng chưa? Nó làm hai cái. Đúng không? Một cái là tới R1 và một cái là tới R2. Đây, R1 đây, R2 đây. Xong chưa? Từ R2 thì chạy thẳng sang R3 bởi vì R2 không thể đi qua đây được, đúng không? Dòng cái này bị chặn lại luôn rồi, mất luôn dòng ở đây. Coi như mất luôn. Đúng không? Không thể đi qua đây được nha. R2 thì đấu thẳng sang R3. Đúng không? Và nhìn này, R3 với R1 sẽ gặp nhau ở điểm N này, đúng không? Hai thằng gặp nhau. Đấy, R3 R1 gặp nhau. Ừ, gặp nhau, chập lại. Và từ R4 đi thẳng về nguồn. Được chưa? Đấy, chỉ có thằng 4 mới tiếp ở đuôi nguồn được nó là thằng cuối nguồn đây không có thằng nào hết em nha đây không có dòng đây không có dòng bị chặn dòng rồi thằng vôn kế bị trở quá lớn nó chặn dòng xong chưa vậy tính u 3 u 4 thôi rất là dễ nha mạch này là mạch nối tiếp thầy dạy rồi cứ cái gì bằng nhau chúng ta giải trước nào mạch nối tiếp ta đi giải mạch nối tiếp nào sẽ có được là i 4 bằng i một hai ba được chưa và bằng cái gì các em y của cả mạch Y của cả mạch là bằng U của cả mạch Chia cho R của cả mạch Đây R cả mạch là bao nhiêu R cả mạch là R 1 2 3 4 Bằng số bao nhiêu Tính nhanh cho thầy nhá Nào tính nhanh nào Ở đây là 6 mắc song song với 12 Đây là 6 Đây là 6 6 6 mắc song song với 12 tích chia tổng Đúng không em Đấy Cụm này là bằng 4 Mắc nối tiếp với lại 2 thì tổng nó bằng 6 Đúng chưa? Vậy đây sẽ là 18 chia 6 là còn 3 a Có được I4, vậy suy cho thầy U4 U4 là bằng I4 nhân với R4 3 nhân với 2 là bằng 6V Đúng chưa? Cái 18 chia 6 bằng 3 đúng rồi 3 nhân 2 bằng 6 U4 có rồi nha Cộng với số 6 Bây giờ U3 bằng mấy? Để chưa? Để giải mạch này, mình nhìn này, đây là một mạch gì các em? Một mạch song song Đúng chưa? Mạch song song thì có U bằng nhau U1 bằng U23 Bằng U123 Được chưa? U123 sẽ bằng Y123 Nhân với R123 R123 đây là 4 rồi Đúng không? 3 x 4 là 12V Có được U23 Nhìn tiếp mạch 23 là một mạch gì các em? Nối tiếp Đúng không? Nối tiếp thì Y bằng nhau I2 bằng I3 bằng I23 I23 chính là U23 chia cho R23 R23 thì là bằng bao nhiêu? 6 cộng 6 là bằng 12 12 chia 12 là 1 ampere có I3 là 1 ampere Vậy thì suy ra U3 là mấy cái em U3 bằng I3 nhân với R3 R3 bằng 6 6 cộng 6 bằng 12 Số chỉ vôn kế là 12 vôn Đúng không? Có I3 tự, tự suy ra U3 nhá Đấy chưa? I, à, u này sẽ bằng y này nhân với r6 để xem các em kết quả là 12 V